Em tốt nghiệp trước tư, ông Dạ. nghèo, Dạ. người răng hồi đó nuôi sinh á. Ủa vậy hả chị? Nuôi sinh hồi nhỏ, Nhỏ. đi ở với ta giữ châu á, hy sinh còn bé nè. Dạ. Người ta đi vậy, cha đi bộ đội vậy, Dạ. rồi ông với chú Út á nuôi. Dạ. Đi giờ giữ châu hả Ra chị? đi giữ châu cho anh ta. Dạ. Là ai giữ vậy? Ủa chú Tư ngày xưa đi đi giữ châu hả chú Tư? Trời ơi, vậy đó hả? Tội nghiệp không ạ? Ngày xưa đi, là đi giữ châu cho người ta hả chú Tư? Đó cho tả Giữ mình luôn đâu nguyên ngày hả chú Tư? Ở tháng á, năm luôn á. Vậy đó hả? Rồi chị Sưng ở với chú Tư lâu không chú Tư? Lâu rồi, ở gần mười mấy năm á. Mười mấy năm luôn hả? Mấy Dạ. em có gia đình ra rồi, cái nợ Dạ. với bà nội. Dạ, chứ bà nội. Nhìn chú là con càng nhìn càng thấy giống chú bộ đội luôn á chú. Đúng không chị? Càng Cháu nhìn càng thấy giống luôn á, dạ, giống cháu thật là sự tội giống á. luôn. Anh gửi cho gia đình mình là 100 đô Canada là tương đương với làm tròn là 1,7 triệu tiền Việt Nam nha chú ha. Rồi giờ chú nhận Em rất được cảm ơn mấy chú. chưa? Nuôi được mấy con vịt đó. Mấy con vịt thì chắc là nếu mà đúng là chú bộ đội là anh trai chắc là mặn vịt quá. Dạ. Rồi ở đây thím nói là giá cho là chú bộ đội là người thân là anh trai của cái chú Tư là bằng dịch đãi đó, bằng dịch ăn mừng ở TV khám phá của truyền hình Sóc Trăng xin kính chào quý vị cô bác và anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì mình tiếp tục xuống thăm nhà của chú Tư, chú Tư mà đang nhận chú bộ đội là anh ruột của mình đó quý vị. Thì hôm nay cũng có tin vui là có một vị mạnh thường quân ở Canada và anh cũng xin phép được giấu tên, có gửi một phần quà ủng hộ cho gia đình chú Tư. Thì đây là con đường vào nhà chú Tư quý vị ơi. Ở đây xung quanh đây là đồng ruộng mênh mông như quý vị ơi, nhưng mà không phải là của chú Tư đâu. Của chú Tư chỉ có lỏng thỏm là chỉ có một cái công đất nhỏ để các nhà ở thôi, còn xung quanh đây là ruộng của người ta. Chú Tư thì hôm nay cũng có chị dâu của chị Xuân ở đây. Dạ, con chào chú. Khỏe không chú? Chị đây nè, hôm nay chị cũng qua đây nè. Ủa thím đâu rồi chú? Dạ. Thì ở đây là quý vị thấy là đây là nhà nhà tình thương của đây, nhà tình thương nhà nước cho đây nè, là của chú bên đây, còn bên đây là của con trai của chú đó, ở kế nhau luôn. Đây là thím đó, con chào thím. Thím ơi. Dạ. Đây là nhà của nhà tình thương nè. Nhà này cũng lâu lắm rồi. Đây là nhà của chú Tư. Dạ. Hôm nay mình có đi làm không chú? Có. Dạ. Làm rồi nghe điện lại coi. Dạ, rồi. Hiện lại là con xuống đây thăm là chú về hả chú? Chú về. Mình làm gần đây không chú? Làm cũng gần khu Nam Á nè. Dạ. Ở trình khu Nam Á. Dạ. Ở khu Nam Á hả? Dạ. À, dạ. Làm uống cái đó mình làm ngày công của chú là nhiêu chú? 220. 220 hả? Dạ. Thợ phụ hả? Phụ. Thợ phụ. Dạ. 220. Đây chú à. Ờ, nhìn chú là con càng nhìn càng thấy giống chú bộ đội luôn á chú. Đúng không chị? Càng nhìn càng thấy giống luôn á, giống thật sự giống luôn. Dạ. Một số cô chú anh chị các bạn mà xem clip á nói là giống 100%. Dạ, nói là giống 100%. Dạ thím ngồi đi thím. Dạ. Dạ thím ngồi gần chú luôn đi. À, dạ dạ. Đây là thím Tư nè. Dạ dạ. Gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ ha. Dạ dạ. À. Chị cũng rất là nhiệt tình, là chị dẫn đường cho em, là chị đi đi qua đồng luôn. Tội nghiệp trước tư, ông nghèo, người răng hồi đó nuôi sinh á. Ủa vậy hả chị? Nuôi sinh hồi nhỏ, đi ở với ta giữ châu á, hy sinh còn bé nè. Dạ. Người ta đi vậy, cha đi bộ đội vậy, dạ. Rồi ông với chú Út á nuôi. Dạ. Đi giờ giữ châu hả chị? Đi giữ châu cho anh ta. Dạ. Là ai giữ chị? Ủa chú Tư ngày xưa đi đi giữ châu hả chú Tư? Ở ta. Trời ơi, vậy đó hả? Cái đó tội nghiệp đó, ở nhà với mẹ nó lang bang quá rồi. Dạ. Rồi tôi đem lại nuôi với bà nội. Dạ, dạ. Ngày xưa đi, là đi giữ châu cho người ta hả chú Tư? Đó cho ta. Giữ luôn nguyên ngày hả chú Tư? Ở tháng á, năm luôn á. Vậy đó hả? Tới 7 năm á mới nghỉ. Trời.
ở giữ châu cho người ta là 7 năm hả? Dạ. Là ở đâu chú Tư? Giữ châu ở đâu chú Tư? Ở trong xóm này rồi. Dạ. Ở xa nhà của mẹ Sưng. Dạ. 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 Rồi chị Sưng ở với chú Tư lâu không chú Tư? Lâu rồi, ở gần mười mấy năm á. Mười mấy năm luôn hả? Dạ. Em có gia đình ra rồi, cái nợ với bà nội. Dạ, với bà nội. Dạ. Rồi chú Tư cũng có công là nuôi chị Sưng từ nhỏ luôn á, quý vị ơi. Cái nghiệp á, ra bên đây rồi. Dạ. Ở gì? Uống nước đi chú Tư, chú Tư. Dạ, chị uống nước đi chị. Dạ dạ. Uống đi. Thế thím uống đi thím. Dạ. Dạ. Con là con còn nhỏ nhất uống sau cùng. Dạ. Thím Tư làm chè đường quá ngon. Quá đậm đà luôn. Dạ. Rồi vậy là một thằng mình cũng làm từ thứ hai đến thứ bảy luôn hả chú? Làm từ thứ hai đến thứ bảy. Dạ. Nó mà kẹt mình nghỉ 2 ngày. À. Bên đây rồi làm được 3 ngày rưỡi à. Kẹt đi kiếm. À đi kiếm hả? Đèn ơi, vậy là đi kiếm chú bộ đội là làm có 3 ngày rưỡi thôi, mất hết 2 ngày rưỡi. Dạ. Đó. Ở gì? Ví dụ như làm cái này rồi bữa nào mệt mình phải nghỉ phải không chú? Mệt quá mình được mình nghỉ ngày. Dạ. Còn không ấy lên mình đi à. Mình nghe tiêm xài á. Vậy là năm nay là chú Tư nhiêu tuổi rồi chú Tư? 53 rồi. 53 rồi. Dạ. 53 thì sức khỏe nó cũng giảm từ từ. Dạ, mà làm hồ công việc nặng rất là nặng luôn á. Dạ. Tại mình nghèo mình đi có gan đi làm á. Dạ. Cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn luôn quý vị ơi. Thì hôm nay con đến đây á thì thật sự thì cũng có cái sự chia sẻ ủng hộ của một vị hảo tâm, anh xin được giấu tên, anh ở Canada á chú. Dạ. Dạ, anh gửi cho gia đình mình là 100 đô Canada. Dạ. Là tương đương với làm tròn là 1,7 triệu tiền Việt Nam. Dạ. Ha chú ha. Dạ. Rồi, dạ, dạ. Chú nhận em rất cảm ơn mấy chú. Dạ. Chịu ủng hộ như em. Sự ở đây thì anh cũng chia sẻ là đây là sự ủng hộ giống như sự chia sẻ đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình mình đó chú. Dạ. Dạ, rồi anh cũng động viên gia đình mình. Dạ. Xem là một sự động viên để gia đình mình vượt qua khó khăn. Dạ, vươn lên trong cuộc sống. Dạ. Đặc biệt là có nghị lực hơn. Dạ, dạ. Tại vì lúc nào thì mình khó khăn thì cũng có bà con kiều bào đồ giúp đỡ mình hết. Dạ. Mình... Đây là 2 tuần rồi đó. Dạ. Như đây là 2 tuần đó phải không chị? Dạ. Cơm gạo rồi ha. Dạ. Dạ tiền xăng đồ. Dạ. Ta gan đi đại đó làm mình ở nhà nghèo không có tiền có gạo đó. Dạ. Đi gan làm mua gạo mua đồ ăn đồ. Dạ. 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 Mấy chú ở trên nó cho vậy tôi rất là cảm ơn rồi. Dạ rồi. Chú cảm ơn anh ở Canada nha anh ơi. Hy vọng là anh xem clip này thì anh cũng sẽ vui vì tấm lòng của người dân quê em Sóc Trăng là thật thà với anh ơi. Nói cái lòng cảm ơn của mình thì nhiều lắm nhưng mà không có từ ngữ nào để diễn tả hết, để nói hết được. Dạ. Không rõ nữa. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ thím có nói gì không thím? Không khác nói vậy. Cảm ơn. Dạ dạ. Mừng lắm anh nói ra. Dạ. Dạ. Mừng cho chúng đây là dạ. Lấy về lại. Dạ. Thật sự thì cô chú không có từ ngữ nào để nói nhưng mà em cũng thay cô chú là xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh đã có sự chia sẻ động viên đến hai gia đình. Rồi thay mặt cô chú là chúc anh là thật nhiều sức khỏe nè. Đó, và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Dạ. Đó. Đây là cháu hả chú? Đừng quay con. Đây có đàn vịt nè. Vậy là ngày mai mình là có thể biết kết quả hay chứ hả? Ngày mai không thôi là ngày mai thứ ba hoặc là thứ tư. Dạ. Ba thứ tư là 2 ngày. Dạ 2 ngày. Dạ. Thì con có nói là nếu mà biết kết quả, nếu mà trung tâm có điện kêu gia đình mình lên nhận kết quả thì con sẽ tài trợ tiền xe. Đó là phần của con. À, tiền xe để gia đình cùng đi. Họ mất công là đi xe Honda nữa là cực lắm, đường xa.
Rồi. Dạ, cả trăm cây số là con đường đi xa. Đi xe Honda rồi mắc gói xôi. Chị kể đi, chị kể đi. Chị kể là bữa hổm đi thăm sao chị đem gì theo vậy? Gói người hộp xôi. Dạ. Sáng sớm cái nấu lên nấu á. Dạ. Không mình không có gì giúp em mình nấu được gói xôi là đi 10 người là 10 gói. Rồi. Dạ. Cái đổ xăng người 30.000. Dạ. Cái hùng lợi, người cái chai nước suối đó người chai chai đem đi theo. Trời ơi. Chứ mình trời ơi mình thương nhau cái gì cũng ngon hết á. Dạ. Dạ. Trời ơi em cảm động quá, thương dạ. nhau cái gì cũng ngon hết trơn đúng quý vị ơi. Thấy em Út mình không có rồi mình thấy nó đi kiếm ba vậy mình cũng mừng. Dạ. Dạ cầu mong cho gặp đi. Dạ. Nó không có mình không có gì giúp đâu, mình dạ. chỉ giúp được chiêu đó cũng được rồi. Dạ. Tấm lòng là dạ. trên hết chị ha. Dạ. Dạ. Nó gắn nấu xôi người gói lại người hộp hộp. Người cái nước suối đó mình đẩy vô tủ lạnh á. Cái người chai với xăng đem đi. Người đổ xăng người đi về người 30.000. Dạ. 5 chiếc á hết 150 vậy. Dạ. Trời ơi. Đấy vậy. Đi xe Honda xe số thì nó đỡ tốn xăng hơn. Đỡ tốn xăng hơn. Đó, mình nghe vậy mình càng đi tìm đó. Dạ. Để chứ mình nghe mình cũng mừng lắm dạ, chú ơi. Trời ơi nghe là em bỏ luôn. Bỏ làm hộ em đi rồi, được trong tôi được 50.000 đi luôn. Trời ơi, vậy đó hả? Bữa đó là chúng 50.000 hả? Người lần này mới nói không xa đó chú cứ đi đi, tiền xăng con dùng gà cho, không có nhiêu tiền. Dạ. Miễn mình đi được rồi. Dạ. Ngang đi đó không thôi cũng ngậm nghĩ đâu có tiền trong túi. Dạ. Người lần này mới nói ra sáng con nấu xôi đại trong hộp rồi con đem đi cho người hộp, hộp là mình ăn người dạ. là no rồi. Ôi cái bữa đi xét nghiệm đó mình nói tưởng đó, đầu giờ sáng rồi cái đợi với bác sĩ lại từ Sài Gòn về đó cái lâu quá tới đầu giờ chiều tính thấy vậy mới rủ nhau đi cho cơm bụi cơm thấy đầu giờ đi ăn xôi đó rồi cái buổi trưa thì là tính ta la tính Hậu Giang ta la vậy đi ăn đi lo người ta ra tiền cho ăn Cũng nhân này cũng cảm ơn mình cũng Vương cũng xin cảm ơn Tướng Hậu Giang nha. Đãi cả nhà một bữa cơm trưa. Đãi cơm trưa người dân Sóc Trăng của mình nha Tướng đó. Đi nước nôi rồi người ta bao hết trơn. Dạ. Cho mình gai gì hết nó nói ngay đi từng cũng được. Dạ. Là bạn cũng là người phát hiện đầu tiên phát hiện chú ở đó. Dạ. Tính ta biết mình không có đó. Dạ. Nói chung là cảm ơn tất cả tấm lòng của các vị mạnh thường quân đã quan tâm cho tới gia đình hoàn cảnh của mình. Dạ. Vậy là đi xe Honda là lên tới trên Hậu Giang luôn. Dạ dạ. 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 Tại vì mình nghe tin là giống người thân của mình là mình mừng lắm rồi. Tại 35 năm rồi mình cũng không biết mà tin tức như thế nào. Dạ. Sáng sớm 7 giờ cái đi. Dạ. Đi ra liền đi. Chạy đâu hơn tiếng đồng hồ còn 2 tiếng còn 1 tiếng rưỡi. Dạ dạ. Dạ. Cái vừa đó ngay mưa nữa gì á. Ồ ngay mưa hả? Về ngay mưa luôn hả? Về ngay mưa cầm tả luôn, mưa ngập luôn. Trời ơi. Dạ. Mắc mưa không chị? Mắc. Mấy cô cháu đâu bận áo mưa chạy về chứ đâu có dám ngừng thì tối. Hồi đó mưa là 3 giờ mấy rồi 4 giờ rồi. Đây là chị dâu của chị Xuân nè. Xuân là bạn dâu. Bạn dâu đó, chị bạn dâu là phụ trách là gọi là lương thực cho cả nhà bữa hổm đi thăm chú bộ đội nè. Là sáng nấu xôi hả chị? Nấu xôi. Sang cái lên nấu xôi hộp á, cái hộp dịch chứ mình chiên mặn á. Cũng đầu tư dữ xôi mặn luôn phải không? Xôi mặn. Đó. Rồi cái mình đẩy vô hộp, người hộp đem đi. Rồi người chay nước xôi. Đem đi theo. Đó, thấy chưa? Ở vậy. Là chị là vợ của anh Lón nè, quý vị ơi. À, cho nên là chị em thương nhau, rất là thương nhau, gia đình rất là thương nhau. Gọi là chị Lón, anh Lón với chị là gọi là chủ sĩ trong gia đình đó, đó, lo trong lo ngoài. Lo trong lo ngoài. Vì ba mất rồi còn có mẹ. Hồi đó chưa có ai, đứa nào chưa vợ chồng hết trơn á. Anh chị xuống với mẹ cưới gả hết trơn là 8 đứa. Mà được cái là ở nhà mình là ở gần nhau không ha? Dạ. Dạ bà con hai bên là ở gần nhau không? Ở gần nhau. Đỡ gọi là xui gia đó cũng gần hết á. Dạ. Tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ. 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 Thím nay nhiêu tuổi rồi thím? 56 rồi. Dạ dạ vậy là thím ở nhà là lo cơm nước cho chú đi làm. Dạ. Dạ.
Mấy con dịch thì chắc là nếu mà đúng là chú bộ đội là anh trai chắc là mặn dịch quá. Giá cho chú đây mà. Rồi, ở đây thiếp nói là giá cho là chú bộ đội là người thân là anh trai của cái chú Tư là mặn dịch đãi. Đó, mặn dịch ăn mừng. Đó. Không có gì hết, chỉ có mấy con dịch nuôi thôi. Đó. Thật sự con cũng rất là hồi hộp á chú. Hồi hộp thiệt á. Thiệt đó, hồi hộp á. Dạ. Dạ cái Hải đó trợ chú. Trời ơi, mà Hải không biết niềm vui nó cỡ nào, thật sự mà nói luôn á. Dạ. Giờ còn vui cỡ đó mà. Nhưng mà Hải là hơi vui đó. Dạ, dạ. Em một con đây ta cũng trông mong chờ đợi á. Dạ. Hải cũng đánh giá là 90% người mình không biết sao. Dạ, đúng rồi. Chị mình là mình khẳng định mình gọi là mình tự tin 90% đi, còn 10% là do duyên số đi ha. Đúng rồi, duyên số. Dạ. 100% duyên số, hy vọng là 10% đó là duyên số đến với gia đình mình. Dạ. Ủa vậy là cho chú Tư đi làm rồi chưa? Chú Tư có về không? Chú Tư hay là ở đó luôn? Có. À về đây, về ăn cơm xong rồi mình chiều mình chạy ra. Là 1 giờ mình chạy ra. Mà 2 giờ rưỡi gì đi rồi. À vậy hả? Ủa vậy là sáng mình làm từ mấy giờ tới mấy giờ chú Tư? 7 giờ tới 11 giờ. Rồi chiều mình chiều 1 giờ làm tới 5 giờ. À 1 giờ tới 5 giờ. Dạ. Dạ 12 giờ rưỡi chạy đi. 12 giờ rưỡi chạy đi. Dạ. 12 giờ rưỡi chạy đi. Con trai của chú cũng làm chung luôn. Không làm riêng à? Làm riêng. Dạ, dạ. Giờ đi hết rồi. Dạ. Dạ rồi thì hôm nay con cũng đến đây rồi để chia sẻ gửi phần quà ủng hộ của họ Việt Kiều Hảo Tâm ở Canada của anh dành cho gia đình mình. Dạ, một lần nữa con chúc gia đình mình là thật nhiều sức khỏe ha. Dạ rồi, hy vọng là có kết quả thì gia đình mình là sẽ hưởng trọn niềm vui đoàn tụ. Dạ. Ở đây thì nhân đây em cũng đại diện gia đình cũng một lần nữa cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn sự quan tâm, sự động viên chia sẻ, sự đồng cảm của anh dành cho gia đình của chú Tư. Rồi, dạ. Cảm ơn. Dạ, xin chào quý vị và các bạn. Dạ.